Em đang định hỏi là anh thích ăn món gì á hả? Thực sự là món gì anh cũng ăn được. Nhưng mà cái anh cần ở đây là anh cần một người nấu cho anh ăn và anh ngồi ăn cùng thôi. Và còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à? Một thìa chăm sóc, một thìa muốn bên nhau. Hòa chung vào nấu sẽ thấy được màu thương nhớ. Còn em hạnh phúc nhất là nếu mà người đó sẽ cùng nấu với em. Nè anh chị, anh chị. Anh chị ơi. Dạ. Chị số 3 với anh Đức Âm ơi. Dạ, dạ nói chị đang chuẩn bị yêu đương. Rồi mấy anh chị thả thính thôi, anh chị nói như vậy thôi. Chứ sáng lấy nhau ra, bảnh mắt ra xong đi chợ về mua đồ ăn nấu dở banh xác. Nha, lúc đó ta nói nè, bà bớt mơ mộng lại. Bà luộc thịt cho nó chín, bà làm mắm tôm cho nó ngon, bà chấm cho nó đúng chỗ. Chứ về dở ẹt là bây giờ mình nói vậy thôi. Hiểu không? Bây giờ yêu đương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng hồng hết trơn. Thả làm đi, đi làm về đã có kiếm tiền khó khăn rồi, còn mua đồ ăn về nấu chật lất. Lúc đó là anh có cần nấu chung với em không? Anh chỉ cần em nấu cái gì cũng được, hai đứa mình ăn trong hạnh phúc là được rồi. Cái cù lôi. Anh phải tin em và cho em cơ hội chứ. Ý trời ơi. Tấn công như vũ bão luôn hả? Vũ bão. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.